sao đến đây? Em ở đây mà. Thôi đừng có xạo, suốt năm qua ta có thấy My ở trong vườn này đâu chứ. Em chỉ mọc vào mùa mưa thôi. Cái gì? Còn quỷ biện nữa hả? Còn định làm em ghế bưa nữa chứ. Giải quyết thế nào đây Rôm? Quăng nó ra khỏi vườn đi cô. Đừng mà, đừng. Đáp tôi khỏe. Đáp tôi khỏe tìm cái gì mà chăm chú ở dưới đất vậy? Đáp tôi khỏe đang tìm nấm mối. Nơi này năm rồi nấm mối nhiều lắm. À, phải rồi ha. Mùa mưa, nấm mối mà xào xả ớt hay là nấu cháo là ngon hết sảy luôn. Mà phải là nấm búp thì mới ngon. Nên phải tranh thủ sáng sớm rồi nhìn kỹ dưới đất. Đáp tôi khỏe ơi, có cái nấm nào mà tự trên trời rơi xuống không? Nấm ma thì có. Nấm ma? Ủa, là nấm mối. Nhưng mà sao em lại ở trên đó xuống đây? Đau quá à. Đốc tư khỏe ơi, con bị anh chị Rơm cô quăng ra khỏi giường nè. Vân Trai có nghe nhầm không vậy? Hay là em nói nhầm vậy? Rơm cô? Ủa, giường nhà đốc tư khỏe Rơm cô là ai? Là nấm Rơm với lại nấm Đông cô chị Vân Trang ơi. Trời ơi, thiệt, chị nể em luôn á. Đúng rồi. Thôi thì hôm nay để ta nói về con cho các bạn trong vườn và khán giả biết về con, để không ai xua đuổi con nữa nha. Cảm ơn nấm tôi khỏe. Ôi trời trời, nấm mối đây là loại nấm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và được coi như là một loại thực phẩm quý của dân Nam Bộ đó nghe. Nấm mối quý, nhưng là quý như thế nào hả đốc tôi khỏe? Đây là loài nấm mọc tự nhiên ngoài thiên nhiên và chỉ xuất hiện một lần trong năm, kéo dài suốt một tháng từ sau những cơn mưa nhé mọi người. Ngoài ra, chất polysaccharide trong nấm có khả năng hoạt hóa miễn dịch cho tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, nấm mối còn có tác dụng xóa bỏ các gốc tự do có hại, giảm chất mỡ thừa trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và tuổi thọ được kéo dài thêm. Chị Vân Trang biết không, cơ thể em rất giàu chất canxi, phốt pho, sắt, protein và các chất dinh dưỡng tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là những người bị bệnh đái tháo đường. Wow, nấm mối lợi hại dữ vậy luôn đó. Chị không ngờ là em có quá nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ngoài ra nấm mối kết hợp với thịt bò và hoa cúc vàng là món ăn giúp tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh đó Dân Trang. Nấm mối em kết hợp lá cách non, ngải cứu, bí đỏ là một món ăn giúp tăng cường sức đề kháng, ngừa sỏi thận, sỏi mật và giảm cholesterol đó nha mọi người. Wow, em thật là giỏi quá đi. Nấm mối nè, chị Vân Trang xin hẹn em lại thêm một chương trình nữa để tìm hiểu được kỹ hơn, cũng như là tìm hiểu hết được luôn tác dụng của em. Có được không? Được thôi. Nhưng đốc tôi khỏe cho con tá túc đỡ trong nhà nha. Nếu không, anh chị Rơm cô sẽ lại đuổi con đi nữa đó. Được thôi. Đốc tôi khỏe ta cũng lưu ý, khi hái nấm mối, hạn chế làm nấm bị xây xát hay là dập. Vì những chỗ bị dập hay xây xát rất dễ bị vi khuẩn tấn công, làm nấm nhanh bị hư hỏng, khi ăn không tốt cho sức khỏe đâu nha. Chị công nhận là nấm mối thật là tinh nghịch nhưng cũng rất là đáng yêu nữa. Vân Trang, Đốc tôi khỏe, nấm mối. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.